Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Bóng Đá Today. Và ngày hôm nay, trước khi đến với những thông tin chi tiết thì chúng ta đừng quên ấn đăng ký kênh và ấn chuông để cùng cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất và sớm nhất các bạn nhé. Còn bây giờ thì bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau: Real Madrid đổi Ramos lấy Bruno Fernandes, Telles trở lại, MU sẵn sàng chiến West Brom, David Alaba gia nhập Real Madrid, đây sẽ là mùa giải cuối cùng của Messi tại Barca, Sergio Ramos có thể trở thành chìa khóa để giúp Real Madrid hoàn tất thương vụ bom tấn Bruno Fernandes từ MU. Chỉ gia nhập MU từ tháng 1 năm 2020, Bruno Fernandes đã nhanh chóng khẳng định tầm quan trọng ở đội bóng với 18 bàn thắng trên 33 trận đấu. Tuy nhiên, phong độ của ngôi sao người Bồ Đào Nha lại tỷ lệ nghịch với phong độ của Quỷ Đỏ. Ở mùa giải 2020-2021, MU chỉ xếp thứ 14 tại ngoại hạng Anh và bất chấp đang dẫn đầu vòng bảng Champions League. Trận thua đội bóng vô danh Istanbul Başakşehir khiến cho người hâm mộ Quỷ Đỏ bức xúc. Là cầu thủ có cá tính và tham vọng lớn, những gì diễn ra ở MU khiến Bruno Fernandes không khỏi thất vọng. Khoảng thời gian vừa qua, truyền thông Anh liên tục đăng tải thông tin Fernandes tỏ ra chán nản với thành tích bết bát của đội bóng. Thậm chí theo một số nguồn tin, Real Madrid đang theo sát những diễn biến ở sân Old Trafford và sẵn sàng gây sốc với một lời đề nghị dành cho cựu thủ quân của Sporting Lisbon. Vẫn còn quá sớm để nói về tương lai của Bruno, tuy nhiên với sức hút từ gã khổng lồ Real, tiền vệ người Bồ Đào Nha khó lòng từ chối trong tương lai. Thuyết phục MU nhà Bruno Fernandes đương nhiên không phải nhiệm vụ dễ dàng, nhưng Real vẫn còn một con bài tẩy để giúp thương vụ này thành công, đó là Ramos. Hợp đồng giữa trung vệ 34 tuổi với Real chỉ còn thời hạn đến mùa hè năm 2021. Phía Ramos hy vọng gắn bó với Real thêm 2 năm, trong khi đội bóng Hoàng gia chỉ muốn gia hạn với ngôi sao 34 tuổi từng năm một. Chính điều này khiến tiến trình gia hạn hợp đồng bị trì trệ. Được biết, Ramos hoàn toàn tự do đàm phán với các đội bóng khác từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Đã có rất nhiều lời đề nghị và sự quan tâm của những đại gia châu Âu như Paris Saint-Germain hay Juve dành cho trung vệ lừng danh này. Theo Marca, MU cũng chính thức gia nhập cuộc đua này. Với kinh nghiệm cùng đẳng cấp đã được khẳng định, Ramos là sự bổ sung lý tưởng cho hàng thủ gặp nhiều vấn đề của MU. Harry Maguire, Victor Lindelof, Rojo và Finjon đều không đáp ứng được kỳ vọng, dẫn tới những trận thua vỡ mặt thời gian gần đây. Ở ngoài hạng Anh, Chelsea đang gặt hái thành công với Thiago Silva, bản hợp đồng tuổi băm dưới dạng chuyển nhượng tự do. Với từng lý do đó, một thương vụ đàm phán vào tháng 1 năm 2021 giữa Real Madrid và MU về Ramos có thể diễn ra, đồng thời trở thành chìa khóa kích hoạt bom tấn Bruno Fernandes cập bến Bernabeu. Một thông tin rất vui dành cho đội bóng chủ sân Old Trafford khi các ngôi sao chủ chốt đều đã trở lại. Trước khi vòng 9 của ngoại hạng Anh bắt đầu, fan hâm mộ Quỷ Đỏ đã sống trong lo lắng với thông tin hàng loạt cầu thủ dính chấn thương. Có thể kể đến trường hợp của Luke Shaw, bộ đôi tiền đạo Martial và Rashford và cả Alex Telles, người bị đồn thổi đã nhiễm Covid-19 lần 2. Trong đợt tập trung cùng đội tuyển Brazil, cựu ngôi sao của Porto có dấu hiệu tái dương tính với Covid-19. Và nếu đây là sự thật, MU sẽ gặp khó khi không có được những sự lựa chọn tốt nhất để sử dụng trong trận đấu với West Brom. Đó là tín hiệu đáng báo động dành cho huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer và các cộng sự. Nhưng rất may cho đội chủ sân Old Trafford, Alex Telles vừa mang đến một tin không thể vui hơn khi xuất hiện tươi rói trên sân tập cùng Bruno Fernandes. Fan hâm mộ đang hy vọng rằng bộ đôi thành danh từ giải Bồ Đào Nha sẽ giúp cho nửa đỏ thành Manchester giành được một chiến thắng. Có cầu thủ người Brazil trong đội hình, khả năng tấn công của Manchester United sẽ được cải thiện đáng kể. Anh sở hữu phong cách tạt bóng khá khó chịu, cùng với đó là những pha thực hiện tình huống cố định chuẩn xác. Trong trận đá chính đầu tiên gặp Paris Saint-Germain tại Champions League, cựu ngôi sao của FC Porto tung ra tới 8 quả tạt, đồng thời tạo ra 3 cơ hội ngon ăn cho các đồng đội. Chừng ấy thống kê cũng đủ để nói lên giá trị của hậu vệ sinh năm 1992. Hậu vệ David Alaba sẵn sàng rời Bayern Munich để đầu quân cho Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm tới. Hợp đồng giữa ngôi sao người Áo và hùm xám sẽ hết hạn vào cuối mùa bóng này. Dù phía Bayern liên tục mời Alaba ngồi vào bàn đàm phán, nhưng các cuộc thương lượng gia hạn đi vào ngõ cụt. Lập tức hàng loạt ông lớn ở châu Âu như Man United, Liverpool, Juve, Man City và cả Barca bày tỏ sự quan tâm và muốn chèo kéo với David Alaba. Nhưng tờ Marca đưa tin, Real Madrid đang là ứng cử viên nặng ký nhất có được sự phục vụ của chàng cầu thủ 28 tuổi này. Theo đó, lãnh đạo của Los Blancos đang đếm từng ngày cho đến hết tháng 1 năm 2021 để bước đầu thương thảo mời Alaba ký vào bản tiền hợp đồng. Real Madrid hy vọng có thể sớm nhận được cái gật đầu từ David Alaba. Tương tự các thương vụ chiêu mộ Toni Kroos và Xabi Alonso trong quá khứ, Zidane đang rất muốn có thêm một hậu vệ kinh nghiệm trong bối cảnh Marcelo đã luống tuổi và họ cũng vừa mới bán Reguilon cho Tottenham Hotspur vào hồi mùa hè vừa qua. Điểm nổi bật của David Alaba là anh rất đa năng, có thể chơi tốt nhiều vị trí như hậu vệ trái, trung vệ hoặc tiền vệ trung tâm. Phía đội bóng Hoàng gia cũng sẵn sàng đáp ứng mức lương mà David Alaba yêu cầu, đó là khoảng 260.000 bảng Anh trên một tuần.
chủ nhân của quả bóng vàng châu Âu năm 1999, không tin Empolga sẽ ở lại sân Nou Camp vào mùa giải tới. Barca đang đàm phán cắt giảm lương với nhiều cầu thủ và cố gắng làm điều này với toàn đội nhưng đã bị từ chối. Đây không phải là thông tin mới với các cầu thủ, tuy nhiên điều này xác nhận việc gia hạn hợp đồng với Messi là rất khó khăn vì lương cậu ấy sẽ bị giảm mạnh. Marca dẫn lời của Rivaldo nhận định về tình hình của Messi tại Barca. Messi nhận được lời mời từ các câu lạc bộ khác và đã cố để rời Barca vào cuối mùa giải trước. Tôi không nhìn thấy viễn cảnh nào để ban lãnh đạo thuyết phục cậu ấy đổi ý. Cựu sao Barca cho rằng Messi sẽ ở lại Nou Camp nếu giành được chức vô địch Champions League hoặc La Liga, hoặc huấn luyện viên Ronald Koeman đưa Barca chơi một thứ bóng đá đẹp. Thật không may, tôi e rằng đây sẽ là mùa giải cuối cùng của Messi tại Barca. Hợp đồng của Messi với Barca sẽ hết hạn vào cuối mùa này. Hồi tháng 8, Messi đã gửi bản Burofax tới ban lãnh đạo của Barca để đòi ra đi. Sau hàng loạt cuộc họp, Messi quyết định ở lại. Chia sẻ với Goal, siêu tiền đạo người Argentina nhấn mạnh anh không rời Barca vì không muốn đưa câu lạc bộ đã đưa mình lên đỉnh cao ra tòa. Cũng trong bài phỏng vấn này, Messi chỉ trích mạnh mẽ cựu chủ tịch Josep Bartomeu. Empolga gọi ông Bartomeu là kẻ dối trá khi từng chấp thuận để Messi ra đi nhưng sau đó đã rút lời. Cuối tháng 10, 2 tháng sau khi Messi đòi ra đi, ông Bartomeu từ chức chủ tịch Barca. Bến đỗ tiềm năng của Messi sẽ là Manchester City, nơi anh sẽ tái ngộ với huấn luyện viên Pep Guardiola. Nếu như Kylian Mbappe là mục tiêu của Real mà Liverpool sẵn sàng nhảy vào cuộc đua đàm phán thì đối với Man United, Erling Haaland là sát thủ Ole Gunnar Solskjaer đang rất mê mẩn. Ngôi sao người đồng hương với chiến lược gia người Na Uy phát triển vượt bậc, thể hiện tiềm năng phát triển cũng như phẩm chất săn bàn khiến cả châu Âu phải phát sốt. Erling Haaland được xem là gương mặt giúp Solskjaer giải quyết bài toán hàng công trong bối cảnh Quỷ Đỏ tham vọng quay trở lại với đỉnh cao và cạnh tranh danh hiệu. Một trung phong thực thụ với khả năng săn bàn đáng nể chính là thước đo chính xác nhất dành cho mặt trận tấn công của Man United vào lúc này. Erling Haaland đến Dortmund như một bước đệm và chắc chắn sẽ sớm rời nước Đức với một bản hợp đồng bom tấn mà cả Real Madrid hay Manchester United đều đang dự tính thực hiện. Mới 20 tuổi, tài năng của Haaland sẽ giúp Quỷ Đỏ thành Manchester lẫn đội bóng hoàng gia có bước phát triển lâu dài trong tương lai. Đây chắc chắn sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt khác giữa một đại diện của nước Anh với Real Madrid trên thị trường chuyển nhượng thông qua những thương vụ bom tấn nghẹt thở. Ngoài ra, Solskjaer còn quyết tâm có được chữ ký của Varane. Đây có thể được xem là một trong những cơ hội tốt giúp Man United có thể chiêu mộ thành công trung vệ của Real Madrid. Dù phong độ có phần sa sút hơn với những mùa giải trước, nhưng xét về tổng thể, Rafael Varane vẫn được xem như một mẫu trung vệ toàn diện bậc nhất của làng túc cầu ở thời điểm hiện tại. Chính vì vậy, trong bối cảnh hợp đồng giữa ngôi sao người Pháp tại thủ đô Tây Ban Nha chỉ còn thời hạn khoảng 18 tháng, rất nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu đang lên kế hoạch chiêu mộ Varane ngay từ bây giờ. Điển hình nhất có thể kể đến câu lạc bộ Manchester United. Mùa giải năm nay, hàng phòng ngự Quỷ Đỏ liên tiếp bộc lộ những yếu điểm, do đó họ quyết tâm mang về Old Trafford một trung vệ thực sự chất lượng để cùng với Harry Maguire tạo thành tấm khiên vững chắc trước khung thành của David De Gea. Theo nguồn tin từ Man, mặc dù từng bị Real hét giá Varane trong quá khứ, nhưng giờ đây, Man United tự tin có thể chốt hạ thành công thương vụ này dựa vào việc ngôi sao 27 tuổi chưa đạt được thỏa thuận mới với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên, rất khó có thể nói về khả năng thành công của Man United trong việc theo đuổi cựu cầu thủ của Lille bởi cá nhân anh từng nhiều lần khẳng định tình yêu dành cho kền kền trắng, thậm chí anh sẵn sàng gắn bó cùng câu lạc bộ này cho đến hết sự nghiệp. Bản tin ngày hôm nay của Bóng Đá Today đến đây là kết thúc. Đừng quên like, share video và để lại ý kiến ở phần comment và theo dõi cập nhật thường xuyên những bản tin bóng đá mới nhất đến từ Bóng Đá Today các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.